Ủa, chào Giang. Chị, hai người đón em hả? Dạ. Ừ, khách quý mà. Chị vào đi ạ. À, hai người đừng khách sáo quá. Dù sao trước đây chị cũng đã từng là chủ nhân của ngôi nhà này, nên không có gì là lạ lẫm cả. Ôi dồi, chị Lam. Trời ơi, hai đứa. Ôi, chị... trời ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp. Ơi, hai đứa vẫn đẹp như vậy. Rồi, phải đẹp thế. Cảm ơn em. Ủa, cái này là Giang nấu hả? Dạ. Trời ơi, sao em điện thoại ra ngoài gọi món? Thời buổi này cái món gì chả có. Chị gọi là có liền à, việc gì em bị vất vả. Em chỉ cần mặc đẹp, nói chuyện để chụp ảnh đó mọi người, có phải là nhà hàng thân không? Em cũng muốn thể hiện một chút thành tâm với bố mẹ. Mà chị nhắc em mới nhớ, ăn mặc lôi thôi quá, để em thay đổi. Không cần, vợ mặc như thế này mới ra dáng chủ nhà này. Còn ăn mặc lộng lẫy như Lam ấy, thì đúng rồi, ra ngoài đặt đồ về là xong cái gì đâu. Nhưng vấn đề là nó không thực chất. Ủa, không có món giò heo hầm măng hả? Giò heo hầm măng là chân giò ấy ạ? Giang không biết hả? Cái món này á, khi ba còn sống, ba rất thích. Ba có nói với chị á, mai sau á, với dỗ ba, các con có thể làm tất cả mọi món, nhưng không bao giờ được phép quên món đó. Anh Việt không nói nên là em cũng không biết. Anh, Giang mới về, cô ấy không biết anh phải nói chứ. Thì tại tối qua anh say rượu, cho nên anh cũng quên mất. Yên tâm, em cũng nghĩ là thế nào chị Giang cũng không biết, nên là cũng tự nấu ở nhà để mang đến đây thắp hương rồi ạ. Đấy thì chưa, Hoa nó cũng biết mà. Thôi thôi, anh lên anh thắp hương cho bố đã. Mấy chị em ở dưới cứ chủ động nhá. Vâng ạ. Ừ. Đi chị lên xem con nhỏ thế nào. Em đưa chị lên ạ. Em đang bận, chị cũng không phiền em. Với lại cái căn nhà này á, chị đành từng viên gạch, em cứ để chị tự nhiên. Ở trên tầng 2, sau khi cưới, em và anh Việt đã sửa lại hết rồi. Sửa lại để phù hợp với không gian mới của hai vợ chồng. Em mời chị. Vậy hả? Giang đâu nhỉ? Em thấy chị Giang lên gác rồi. Anh! Chụp cho chị Giang dạ. Tấm. Rồi. Đây. Cười nha. 1, 2, 3. Ôi dồi, đẹp quá đây này. Cười. 2, 3. Đây. Trời ơi. Nhìn đẹp cực. Ôi, anh coi nè. Tụi mình á vẫn đẹp đôi như ngày nào đó.